Ôi má bị nhịn qua. Cô còn dám dắt cái mặt dây nữa hả? Sao không đi luôn đi? Má, sao má là còn dư má? Làm dâu con mà không tròn bổn phận. Tôi lên chơi có mấy hôm thôi mà đẩy hết việc nhà cho tôi à. Rồi rảnh tay đi chơi tới giờ này mới về. Dạ, con có điện cho chồng con á, là nói tối nay về muộn, cả nhà mình ra nhà hàng. Chồng con không nói má hả má? Chồng, em nói anh á, là nói má tí hôm nay em về muộn. Sao anh không nói? Công chuyện của anh đu bu quá anh quên rồi. Thôi, gái nghe má la nha. Lần sau thì rút kinh nghiệm đi. Đi đâu thì tranh thủ về sớm. Còn có gì trễ thì gọi thẳng cho má đó. Đừng có gửi ai nữa hết á. Dạ dạ, con có quà cho má nè má. Ê, cái chai này á, rượu vô nha. Dạ, kháng khuẩn, xe hồng hào. Còn đẩy hết trắng cái hư ra cho má nữa. Giúp cho cô bé lúc nào cũng thông thoáng, dễ chịu. Còn cái này nè, xịt vô đáy quỳnh chip á, lưu hương nguyên một ngày luôn. Ba mê má liền. Vậy là con trễ là do mua cái này đó hả? Dạ, bình thường là gọi là người ta giao tới. Nhưng mà con muốn mua ngay cho má. Cái là con phải tới showroom xếp hàng nên trễ. Má cảm ơn con nha, con quan tâm tới má mà má thì... Không sao, lần sau con rút kinh nghiệm con đặt trước mấy ngày. Má đừng có buồn nha. Bây giờ má đi tắm đi. Xong rồi cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Má nha. Không giận má. Không. Giờ đi ăn nhà hàng đó hả? Dạ.